Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là sáng thứ sáu cuối tuần. Sáng sớm nay mình cũng tranh thủ, như mọi ngày, mình gửi cây cho khách. Thì đây là cái lô gồm bao nhiêu cây đây? Hai cây trang tím sen. Không, hai cây trang lá trái tim. Lá trái tim này các bạn, hai cây trang vàng nghệ, một cây vàng lá lớn, một cây lá trung màu trắng, một cây lá trung màu trắng, rồi một cây màu trắng lá nhỏ. Vậy là tổng cộng là mấy cây đây? 7 cây. Thì mình giao cho anh Hiệp. Tên của anh trên Zalo là Mr. Hiệp, cho nên mình ghi y chang vậy là Mr. Hiệp đó. Anh ở Bến Lức, Long An. Thì bây giờ mình sẽ gửi cho anh hai cây này, hai cây mẫu vàng nghệ này mấy bạn. Nó ra bông màu vàng nghệ như mấy bạn. Mấy cái cây có bông á thì mình đã giao cho khách hết rồi. Hai cây lá trái tim này thì có một cây đang có bông, từ từ nó cũng có bông hết trơn rồi các bạn ơi. Nhìn mấy cái đọt mà có bông hết trơn. Bông của ở này là màu cây trang màu vàng lá lớn, các bạn xem nè, có nụ cũng sắp sửa trổ bông rồi. Rồi hai cây màu trắng, tổng cộng là 7 cây. Xong mình sẽ bỏ vô thùng và gửi cho anh Hiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn này. Chúc các bạn có một ngày thứ sáu làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.